Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn khóa học kế toán tổng hợp, sản xuất, thương mại và dịch vụ. Kế toán tổng hợp là sự kết hợp đa dạng giữa nhiều loại hình với nhau. Thương mại là việc mua vào, bán ra và sinh lời. Sản xuất là quá trình cho chi phí tạo ra sản phẩm, bán ra và dịch vụ là hoạt động bỏ chi phí nhân công, chi phí khác tạo ra doanh thu. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhiều mảng. Khi hoàn thành khóa học kế toán tổng hợp tại Kế toán Việt Hưng, học viên sẽ tự tin đi xin việc vì có sự tổng hợp kiến thức đa lĩnh vực ngành nghề. Vì sao nên chọn khóa học này? Bởi khóa học mang lại kiến thức chuyên sâu để khi bạn đến với công ty sản xuất, bạn làm tốt. Đến với công ty thương mại, bạn cũng có thể làm được. Đối với công ty dịch vụ như spa, khách sạn, dịch vụ sửa chữa ô tô, bạn làm được. Hoặc một công ty vừa sản xuất, vừa thương mại bạn cũng có thể xử lý. Đây là khóa học tổng hợp 3 mảng lĩnh vực hoạt động, theo như nội dung dưới đây. Các nội dung chính trong chương trình học tổng hợp kế toán sản xuất thương mại dịch vụ bao gồm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, các phát sinh hóa đơn chứng từ trong kỳ và lên báo cáo tài chính cuối năm. Ở phần khai báo đầu kỳ, khi nào thì các bạn học viên cần phải quan tâm đến số dư đầu kỳ? Khi các bạn bắt đầu một dữ liệu mới từ số dư kế toán cũ bàn giao, vậy để xử lý tốt được công việc đầu kỳ thì các bạn cần phải xử lý các nội dung liên quan đến thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khoa học có hệ thống đối với công ty doanh nghiệp sản xuất, giải thích các chỉ số dư của năm trước chuyển sang. Đối với các hóa đơn chứng từ phát sinh, hướng dẫn hạch toán các hóa đơn mua vào liên quan đến mua nguyên vật liệu, mua công cụ và tài sản cố định. Đối với công ty gồm 3 mảng sản xuất, thương mại, dịch vụ, phải xác định được là các hóa đơn chi phí đầu vào đó là chi phí của bộ phận nào, phản ánh vào đúng chi phí để tập hợp tính vào giá thành. Ngoài ra, đối với hồ sơ thanh lý tài sản cố định, thủ tục liên quan đến thanh lý, cách hạch toán và các cơ sở pháp lý liên quan đến thanh lý tài sản cố định. Các nội dung liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội. Thực hiện việc tính giá thành của mảng sản xuất và mảng dịch vụ. Lưu ý về cách sửa lỗi sai và kiểm tra đúng sai. Còn đối với mảng thương mại, chỉ cần thực hiện việc tính giá xuất kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật giá vốn. Căn cứ vào các mã công trình mà các bạn đã chọn, căn cứ vào các mã công trình đó để thực hiện việc tính giá thành, tính ra giá vốn của mảng dịch vụ. Hướng dẫn thực hiện lập các tờ khai phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và nội dung thứ 3 liên quan đến công việc cuối năm. Để lên được một báo cáo tài chính, sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện việc kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Hướng dẫn nộp các tờ khai quyết toán. Hướng dẫn thực hiện việc in các sổ sách, sắp xếp các hồ sơ và kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức bao gồm hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên, và đặc biệt là tất cả các chứng từ. Các bạn sẽ được học trên giáo trình online trên trang web ketoanviethung.com hoặc trên chính chứng từ thực tế của công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.